Và bây giờ, sau những lời chúc thì Trung Nguyên đi vào những bản tin nóng bỏng mà cả thế giới chúng ta bận tâm. Khi Nguyên dùng cái chữ cả thế giới, nó không phải là riêng biệt một quốc gia nào hết, mà phải nói là hình như là gần 5-6 tỷ người trên cả trái đất này đang đi theo dõi từng bước với cái biến chuyển của hai cuộc chiến tranh lớn. Một cuộc chiến tranh mà chúng ta đã theo dõi một thời gian khá dài, Trung Nguyên không mạn phép nhắc lại. Một cuộc chiến tranh hiện bây giờ, nó đang, người ta đang bận tâm, đặc biệt là tính mạng của con người, người dân thường đã tử vong khá nhiều. Đó là cái cuộc giao tranh gần đây, từ ngày 7 tới tháng 10, Trung Nguyên nhắc như vậy, là giữa lực lượng Do Thái và Hamas. Và cái cuộc giao tranh gần đây thì nó làm cho dấy lên một cái sự lo lắng. Cái sự lo lắng là nó sẽ đem lấy cái sự mà liên lụy đến nhiều quốc gia. Trong đó có thể là Iran trong tương lai, Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Syria và nhiều quốc gia ở tại khu vực Trung Đông, nó sẽ bị cuốn vào trong cái sự việc kêu là cái sự thù hận, và nó dẫn đến cái sự khá là phức tạp ở khu vực. Đặc biệt hơn nữa là người ta lo vấn đề kinh tế, dầu hỏa. Nó có thể dẫn đến cái sự lạm phát mà càng ngày nó càng bùng phát. Và lúc đó cái tình hình kinh tế đã rất là xấu trong cái năm vừa qua, có thể xấu tới năm tới. Và cái điều khá là nhiều người ta lo về vấn đề kinh tế. Và bây giờ chương trình chúng ta sẽ chia ra nhiều phần khác nhau. Phần thứ nhất thì Nguyên sẽ cập nhật và chia sẻ các quý vị vấn đề chiến sự, những bản tin liên quan đến cái cuộc tấn công của Do Thái, cái cuộc tấn công của Hamas, lực lượng quân đội của Do Thái phải ứng phó như thế nào, điều động lực lượng ra sao, và những biến cố gì xảy ra trong vòng 24 tiếng vừa qua liên quan đến quân sự. Sau những bản tin quân sự thì Nguyên sẽ chia sẻ với các quý vị bản tin ngoại giao. Các cô chú anh chị em cũng biết là cái tình hình cuộc chiến nó càng kéo dài giữa Hamas và Do Thái. Đặc biệt là tính mạng của con người mà tử vong càng nhiều, đặc biệt là người dân thường đó. Thì về vấn đề ngoại giao chính trị, nó rất là xấu cho Do Thái. Do Thái sẽ gặp những cái sự khó khăn về vấn đề mà tẩy chay. Nên là chúng ta thấy được cuộc chiến tranh càng kéo dài thì vấn đề ngoại giao của Do Thái sẽ gặp rất là nhiều khó. Nguyên sẽ cập nhật vấn đề tình hình của những ngày hôm nay, Do Thái phải đối đầu với những sự ngoại giao như thế nào. Và cuối chương trình thì chúng ta tiếp tục bận tâm về vấn đề nhân đạo, tình hình giải cứu nhân đạo, tình hình ở tại biên giới, đặc biệt là miền Nam, những cái nơi mà người dân đang, cả triệu người đang làm sao giải cứu, tình hình giải cứu nó có những sự thay đổi gì hay không, tình hình giải cứu có những sự tốt đẹp gì hay không, hay vấn đề nó vẫn nằm ở chỗ đó mà không có giải quyết. Vấn đề của Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng như thế nào? Tòa án quốc tế đang nói ra sao? Đây là những bản tin và chủ đề chính ngày hôm nay. Và các quý vị đã vào khá đông thì Trung Nguyên cập nhật bản tin của quân sự vừa nóng vừa thổi vừa ăn để cho các quý vị biết. Ngày hôm qua thì cô chú anh em cũng biết đó, là Do Thái đã bắt đầu phát động chiến tranh quy mô lớn. Đầu tiên nhất thì là họ đã đi vào trong Gaza ở khu vực miền Tây Bắc. Nguyên phải dùng từ chính xác là miền Tây Bắc. Và từ lúc đó họ đã phát động chiến tranh kế hoạch thứ ba, có là kế hoạch đi sâu vào trong thành phố và mặt trận đối đầu giữa Hamas trong thành phố. Và đầu tiên nhất là họ chia ra hai hướng đi. Một hướng là tấn công ở khu vực miền Bắc đi hướng qua miền Đông. Một hướng họ bao vây xuống miền Nam để ngăn chặn các đường lui của lực lượng Hamas nếu Hamas thất bại. Và trong 24 tiếng đồng hồ thì cái kế hoạch của Do Thái vô cùng thuận lợi. Và hình như ngày hôm nay chính thức họ đã bao vây hoàn toàn lực lượng Hamas. Hamas đã không còn cái bước nào lui cả. Họ đã cắt cái đường lui hoàn toàn lực lượng Hamas. Một đầu tiên nhất là cái dấu hiệu rất là xấu cho Hamas, khi Hamas đã không còn có cách nào lui xuống miền Nam nếu Hamas thất thủ ở cái sườn miền Bắc. Hamas không có thể lui được nữa. Bây giờ nếu Hamas đã thất thủ thì Hamas không thể nào lui được. Hamas chỉ có đầu hàng hay là tử vong. Nên là bây giờ Hamas bị bao vây 360 độ từ Bắc đến Nam. Không có cái sườn nào mà Hamas có một cái cơ hội được mà chạy thoát cả. Đó là tình hình. Ngoài ra thì cuộc giao tranh trong thành phố khá là khốc liệt trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Cái báo cáo sơ bộ của phía bên Do Thái cho chúng ta biết
là họ cũng đã có một số lượng binh sĩ tử vong, chỉ có 9 người mà thôi. 9 người. Báo cáo của Do Thái khá là ít ỏi, chỉ có 9 sinh mạng của binh sĩ. Và tổng cộng hết là chỉ có 320 binh sĩ tử vong từ ngày 7 tới tháng 10 đến nay. Có nghĩa là con số ca tử vong của binh sĩ của Do Thái thì nó rất là ít ỏi. Tất nhiên là cho Nguyên nói một câu, chúng ta nghe cho biết những con số này nghe để tham khảo, chứ chúng ta không đặt quá niềm tin. Vì lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng vậy, các quý vị, những cái nguồn tin về cái tính mạng của binh sĩ đó, nó thiếu cái sự minh bạch. Nó ít có khi nào được chính xác lắm. Chúng ta nghe để chúng ta biết được là cái báo cáo của Ukraine nó là như vậy. Xin lỗi, báo cáo của Do Thái nó là như vậy. Thì chúng ta thấy rõ được thì cái con số mà những cái thành đạt của Do Thái trong vòng 24 tiếng đồng hồ, vì binh sĩ tử vong chỉ có 9, 9 binh sĩ, mà ngược lại họ có đã bao vây hoàn toàn lực lượng Hamas. Và tình hình hiện bây giờ vẫn tiếp tục với cái tốc độ rất là lẹ của lực lượng Do Thái, đó là đang quản lý càng nhiều diện tích đất đai mà do chính lực lượng Hamas quản lý. Và tình hình có xảy ra những sự biến cố lớn mà cả thế giới đang lo, đó là theo nguồn tin cụ thể cho biết là lực lượng Do Thái đã tấn công vào một cái nơi trụ sở chỉ huy của phía bên lực lượng Hamas, và họ đã tiêu hủy một tướng lãnh chỉ huy cao cấp. Nhưng cái ông này ông trà trộn vào trong một cái nơi kêu là một cái nơi dân cư. Một cái nơi dân cư. Sau khi lực lượng Hamas đã cáo buộc rằng Do Thái đã tấn công vào một cái nơi dân cư ở, một cái nơi này chứa khoảng tầm 160 người, 160.000 người, xin lỗi, 160.000 người. Và nó có nhiều quốc tịch khác nhau, là cái nơi mà lực lượng Hamas, cái dân cư mà lực lượng Hamas gom tụ lại. Và đã làm ít nhất cái cuộc tấn công của Do Thái ngày hôm nay, ít nhất là trên 50 người đã thiệt mạng. Bởi vì là cái nơi dân cư ở rất là đông. Trên một 50 người đã thiệt mạng. Trong 50 người này, có 7 người là con tin mang quốc tịch của nước ngoài đã tử vong với bom đạn của Do Thái. Thì các quý vị cũng biết là trong Nguyên nhắc là, tất nhiên là Nguyên nói đây cũng vậy, đây là cái báo cáo của lực lượng Hamas. Chúng ta cũng không không nên đặt quá niềm tin là cái con số mà báo cáo nó chính xác. Thí dụ họ nói là trên 50 người, thì chúng ta cũng phải trừ hao một chút xíu. Mà họ cho là 50 người này là người dân thường đó. 50 người là người dân thường, trừ hao một chút xíu. Rồi họ nói là có 7 con tin người nước ngoài cũng đã bị tử vong trong bom đạn. Cái này chúng ta có thể tin hay không, đó là tùy theo cái quan điểm của các quý vị. Do Thái đã có thừa nhận là họ có tấn công vào cái nơi trụ sở này, cái nơi địa điểm này. Nhưng họ không phải tấn công vào thường dân. Họ tấn công ngay trong cái nhà chỉ huy, và họ đã nêu đích danh ông tướng lãnh chỉ huy lực lượng Hamas, tên gì, chết như thế nào, đã được nêu danh đích danh. Thì Do Thái đã bác bỏ tất cả những cáo buộc của phía bên Hamas rằng là tấn công vào thường dân. Thì cái điều này thì các quý vị chắc là quá quen thuộc giữa một bên, giống như cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga gì đó. Chúng ta đã quá quen thuộc với cái vấn đề này. Nó thực tế là hiện bây giờ thì ngoài những cái hình ảnh mà chúng ta nhận được, thì hiện bây giờ chúng ta cũng không biết được là báo chí ở tại nơi đó có được quay phim gì đâu. Nên hiện giờ chúng ta cũng không rõ. Nên là hiện bây giờ vấn đề vẫn nằm ở trong cái giai đoạn cáo buộc. Còn sự thật hư như thế nào, sự tổn thất, thiệt hại chính xác ra sao thì vẫn chưa có ai khẳng định. Nên tại sao Nguyên nói nguồn tin đó, Nguyên đưa 2 chiều. Nhưng mà Nguyên nói là đưa để cho các quý vị tham khảo, chứ không phải đưa cho các quý vị tin. Chừng nào nó chúng ta có được những bằng chứng của những cái thế lực thứ ba, những cái tờ báo độc lập, những cái tờ báo mà nó không nghiêng về bên nào hết, và nó có thể xác nhận được những cái tình hình cụ thể, thì chúng ta mới đặt niềm tin sâu sắc vào. Còn bây giờ chúng ta nghe để chúng ta biết là cái tình hình tấn công ngày hôm qua nó có những sự cố gì, để cho các quý vị hiểu được cái tình hình cuộc chiến tổng thể. Thì ngày hôm qua thì các vị cũng biết là Do Thái họ tấn công khủng khiếp. Thống kê cho biết từ ngày đầu tới bây giờ, Do Thái đã tấn công 11 trụ sở của lực lượng Hamas khủng bố. 11.000 trụ sở.
Nguyên thiếu với con số 0 các quý vị. Chắc là trong đầu của Nguyên nó không có nhiều tiền như vậy. 11.000 trụ sở. 11.000 trụ sở. Thì các quý vị cũng biết là kêu là trụ sở là nhà cửa rồi đó. 11.000 trụ sở thì các quý vị biết là cái sự tấn công nó nhiều cỡ nào trong từ ngày 7 tới tháng 10 tới đây thôi. Có nghĩa là chỉ có thời gian rất là ngắn mà có cuộc tấn công của Do Thái giống như là mưa đổ vì bom đạn. Và cái cuộc tấn công vừa qua của ngày hôm qua đã gặp những cái sự đối kháng rất là mãnh liệt ngoài lực lượng của Hamas. Thì Do Thái đã gặp cái sự lực lượng ở ngoài quốc gia trong cái nơi khu vực giao tranh. Do Thái đã bị tấn công đến từ Syria, từ Liban và từ Biển Đỏ. Đây là ba nơi trụ sở đã tấn công vào trên lãnh thổ của Do Thái. Và hệ thống phòng không, theo cái báo cáo của Do Thái cho biết là hệ thống phòng không của Do Thái đã kích hoạt và đã ngăn chặn thành công. Có thật sự là ngăn chặn thành công hay không? Thì cái này cũng là trong cái giai đoạn mà chúng ta không biết chắc. Nên là không biết có thành công hoàn toàn hay không, hay là Do Thái cũng bị những thiệt hại nặng nề thì chúng ta không rõ. Nhưng Do Thái đã bị tấn công vào ba hướng khác nhau, Syria, Liban và Biển Đen. Bởi vì tình hình của Biển Đen là một cái tình hình mà Do Thái không thể quản lý. Do Thái thường xuyên có đáp trả ở tại Liban, ở khu vực biên giới và Syria để đáp trả lực lượng Hezbollah đang tham gia vào cuộc chiến ngầm để mà yểm trợ cho Hamas. Và Do Thái cũng thường xuyên đáp trả gần đây, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai cũng sẽ tiếp tục. Nhưng mà tại Biển Đỏ thì nó hoàn toàn là một cái mặt trận mới mà Do Thái không có lực lượng yểm trợ ở tại nơi này. Và Do Thái mới vừa bị bắn cách đây vài ngày, có nghĩa là ngày hôm qua là bị bắn. Nên là Do Thái đã quyết định ngày hôm nay một cái hành động khá là táo bạo. Đó là điều động khu trục hạm của mình đến Biển Đỏ. Báo cáo quân sự, hải quân của Do Thái sẽ điều động ít nhất là 10 chiếc. Đặc biệt là trong đó có những chiếc sẽ là những chiếc phóng hỏa tiễn. Để cảnh báo là tất cả những quốc gia ở khu vực Biển Đỏ, kẻ nào tấn công vào Do Thái sẽ bị ngay lập tức sự đáp trả lại tương đương. Thì đây là một cái cuộc tình hình, cuộc chiến rất là xấu và bắt đầu lớn rộng. Tình hình cuộc chiến nó không chỉ có nằm ở đơn giản là ở tại khu vực Gaza hay là biên giới Liban và Syria nữa. Và bắt đầu nó có thêm một mặt trận mới, đó là Biển Đỏ. Trong nguyên nhắc là cái khu vực Biển Đỏ thì là một cái bờ biển nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà nó có nhiều quốc gia, nó có Sudan nè, nó có Egypt nè, nó có Arab Saudite nè, đó, nó có vài quốc gia trong chỗ đó. Và tất nhiên là trong những quốc gia này sẽ có thủ phạm, ai là người bắn thì vừa qua Do Thái không thể khẳng định được. Nên là Do Thái bây giờ là điều động nhiều cái khu trục hạm của mình, trong đó có những tàu trinh thám, để có thể phán đoán ra chính xác địa điểm kẻ địch tấn công mình. Ngoài ra Do Thái sẽ điều động những chiếc tàu phóng hỏa tiễn và Do Thái sẽ điều động một cái quy mô khá lớn, người ta khoảng kiểu là gần 10 chiếc tàu, trong đó nó có nhiều kích cỡ khác nhau để mà răn đe và gửi thông điệp cho lực lượng thù địch đang núp ở đâu đó rằng là nếu các anh bắn tôi thì tôi sẽ sẵn sàng đáp trả lại các anh bất cứ lúc nào ở tại Biển Đen, vì tôi biết anh đang ở đâu. Nên là chúng ta thấy được là tình hình cuộc chiến nó bắt đầu càng ngày nó đang bùng phát một cách lớn đáng sợ, mà bắt đầu càng ngày càng khó quản lý, càng ngày càng khó theo dõi. Vì nó rất là khó theo dõi, vì nó có nhiều mặt trận quá. Thực tế là Nguyên chú tâm và ở trong trung tâm nhiều hơn. Nhưng những cái mặt trận khác nó quá nhiều, nó có nhiều chỗ mà tình hình báo chí mà Nguyên không thể nào lấy hết được. Nguyên không thể nào mà vừa làm được nhiều việc như vậy. Nên là mặt trận bây giờ nó thêm một mặt trận mới nữa. Báo cáo của những quốc gia láng giềng ở khu vực Biển Đỏ, họ báo động là tình hình Biển Đỏ trong những ngày kế tiếp sẽ vô cùng nguy hiểm và phức tạp. Cho Nguyên nói là hiện bây giờ ở Biển Đỏ có thêm lực lượng của Nga nữa, họ đã trà trộn vào đó.
lực lượng của Nga cũng gửi tàu bè chiến đấu của mình ở khu vực đó. Nên là có nhiều thế lực của nhiều quốc gia đang bắt đầu gửi tàu chiến đấu của mình ở tại Biển Đỏ. Đó là trong những ngày kế tiếp là tình hình ở tại Biển Đỏ nó bắt đầu sôi nóng lại và những tai nạn có thể xảy ra với những sự xôn đột về những tàu bè của những quốc gia Trung Đông khu vực đối đầu với lực lượng của Do Thái. Thì đây thì các quý vị cũng thấy được là tình hình nó đã có biến cố mới và bắt đầu càng ngày càng lo, đúng không? Chưa xong đâu, tình hình còn nhiều nữa. Ngày hôm nay thì chính phủ của Qatar, Qatar thì các quý vị chắc là rất là quen thuộc rồi, là một cái quốc gia ở tại Trung Đông rất là giàu. Và tổ chức cúp thế giới vừa qua ở tại Qatar mà chúng ta theo dõi đá banh đó, thì chính phủ Qatar đã đi ghé thăm đất nước Iran, chính phủ Iran. Lý do mà họ ghé thăm vì họ cho rằng là cái tình hình nó khá là căng thẳng và họ có những cái hành động họ không chấp nhận hành động của Do Thái đang làm. Họ cho là cái hành động Do Thái họ không thể chấp nhận. Đặc biệt là trong những cái quốc gia Trung Đông là Iran là cái quốc gia mà có thể là đối đầu với Do Thái nhiều nhất. Nên là chính phủ Qatar đã đi đến trực tiếp đến Iran để mà nói chuyện. Thì trong cái cuộc nói chuyện thì ông chính phủ của đại diện cho chính phủ của Iran đó, ông ta có một cái lời thông điệp đã gửi trên báo chí mà muốn nhắn nhủ cho Do Thái rằng hãy chuẩn bị tâm lý. Sau khi cái cuộc nói chuyện trong cái phòng kín bí mật chúng ta không được rõ, sau đó họ có trả lời trước báo chí. Thì trong những cái câu hỏi là người ta đặt rằng là cái tình hình mà gần đây nhất, mấy ngày gần đây mà Do Thái đã đi sâu vào trong Gaza và Iran đã có những lời cảnh cáo, và Iran nói rằng nếu mà Do Thái có những hành động như vậy thì Iran sẽ có những cái sự phản hồi. Thì phía bên Iran họ không ngần ngại, họ nói một câu rất là như thế này nè. Họ nói rằng là lực lượng Hồi giáo của họ rải rác khắp nơi, trong đó có tại Iran, tại Iraq, ở tại Syria, ở tại Liban và nhiều quốc gia khác. Chúng tôi sẽ không đứng im để cho Do Thái tiếp tục có những hành vi diệt chủng người dân Palestine. Chúng tôi sẽ có hành động từ ngay bây giờ. Thì đây là một cái lời nói chúng ta nghe thì nghe cái phía cạnh là đe dọa, nhưng mà chúng ta thấy rõ được là họ nói cái gì. Trong đó lực lượng của tôi ở Iran, ở Iraq, ở Liban và ở Syria và nhiều nơi khác, chúng tôi sẽ có hành động cụ thể, không ngồi im nữa. Thì đây không khác biệt gì là một cái lời khiêu chiến của phía bên lực lượng cực đoan Hồi giáo của Iran. Họ không nói là đại diện cho đất nước Iran, cho Nguyên khẳng định là họ không nói là đại diện cho nước Iran. Họ chỉ nói rằng một cái nhóm nhánh cực đoan, hay là họ không kêu là cực đoan, là cái nhóm nhánh tôn giáo Islamist sẽ không đứng yên nữa. Thì đây là chúng ta thấy tình hình về chiến sự đang có sự một cái rất là rõ nét là có nhiều thế lực đang bị cuốn sâu vào trong. Những cái thế lực này nó đang bị cuốn sâu vào trong cái sự xôn đột. Nó không đơn giản nữa là giữa Hamas và Do Thái nữa. Nó không đơn giản như vậy nữa mà bắt đầu là có những cái thế lực nó đang bị cuốn vào trong cái cuộc chiến tranh này. Và cuộc chiến tranh này nó bắt đầu có cái dấu hiệu rất là xấu và phức tạp. Và có thể dẫn đến cái sự việc có nhiều quốc gia tham chiến. Thì còn riêng biệt về phía bên Qatar thì họ nói là họ lên án cái hành động gần đây, đặc biệt là ngày hôm nay. Họ cho rằng là cái sự mà Do Thái đã tấn công vào cái nơi mà kêu là cái nơi dân cư, cái nơi mà dân cư tị nạn, phải đúng hơn dịch chính xác là dân cư tị nạn, đã bị tấn công, và họ cho là cái hành động đó họ không thể chấp nhận được. Và họ lên án Do Thái và họ kêu Do Thái hãy ngừng ngay lập tức. Đất nước Qatar thì không có những cái lời quá khiêu khích, không giống như Iran. Thì chúng ta đều biết là trong những ngày đầu thì Iran là cái quốc gia phản bác khá nhiều. Và Iran đều có những lời đe dọa rằng Iran có thể tham chiến. Tuy rằng trong diễn đàn thì chúng ta đem ra những cái khảo sát chung, chúng ta có những cái bài bình luận chung, thì mấy bác ở trong diễn đàn thì mấy bác cho rằng là Iran chỉ có đe dọa thôi, hù thôi chứ không dám. Nhưng bây giờ thì không biết, vì sau lưng Iran có được nhiều sự yểm trợ, trong đó có yểm trợ của Trung Quốc, yểm trợ của Nga,
và bây giờ có thể yểm trợ của được những quốc gia có tiền bạc ở châu ở khu vực đó là Qatar, Arabia Saudite và Thổ Nhĩ Kỳ. Và không biết là với cái sự yểm trợ như vậy thì Iran có dám mạo gan để có những cái hành động cụ thể bước vào trong cái sự xung đột với Do Thái hay không? Hay là Iran chỉ có thể nói như nó là nói miệng nhưng không có hành động cụ thể? Đây là bản tin liên quan đến quân sự. Nguyên nghĩ là các quý vị đã nhận được những cái bản tin nó cực kỳ là nó hot về liên quan đến quân sự. Nó đáng sợ vô cùng đúng không? Liên quan đến quân sự nó khủng khiếp vô cùng. Và bây giờ Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị, cái cuộc chiến tranh càng kéo dài, người dân thường tử vong càng nhiều, thì Do Thái sẽ gặp những sự khó khăn như thế nào? Cái chuyện này không tránh khỏi. Ngày hôm nay cho Nguyên nói á, chúng ta sống trong một cái giai đoạn công nghệ, và cái sự nhận thức và cái sự hiểu biết của chúng ta á, nó hay là nó khác biệt, như nó khác biệt hơn xưa. Và chúng ta không đứng về, phần lớn không đứng về chính phủ, mà chúng ta đứng về cái quyền lợi của người dân thường. Nên cái cuộc chiến tranh á, mà người dân thường mà càng tử vong càng nhiều đó, thì dư luận xã hội á, nó sẽ thay đổi quan điểm. Những ngày đầu cuộc chiến á, thì người ta ủng hộ Do Thái rất là nhiều, vì họ thấy Do Thái là nạn nhân bị lực lượng Hamas tấn công ngày 7 tháng 10. Và sau này những cái hành động của Do Thái á, nó sẽ đổi đi cái quan điểm ủng hộ. Và Do Thái chắc chắn sẽ gặp những cái sự rất là khó khăn về vấn đề kiểu là ngoại giao chính trị. Thì Trung Nguyên cập nhật những quốc gia mà Do Thái đang gặp khó khăn, đặc biệt là những quốc gia Nam Mỹ. Rất là nhiều quốc gia Nam Mỹ đã với dưới chính phủ của Do Thái đã gặp sự đối đầu với cái quan điểm. Ngày hôm nay thì Bolivia đã cắt hoàn toàn ban giao. Bolivia là một cái quốc gia ở tại Nam Mỹ, đã cắt hoàn toàn ban giao với Do Thái. Chính phủ Do Thái đã lên án hành động của Bolivia là nghiêng về phía bên khủng bố. Đây là một quốc gia. Ngoài ra Bolivia thì hàng loạt những quốc gia ở tại Nam Mỹ giống như là Chile, Peru, hàng loạt những quốc gia của Nam Mỹ, rất là nhiều những quốc gia Nam Mỹ đã triệu hồi lãnh sự quán của Do Thái lên mà kêu gọi hãy ngừng ngay lập tức có những cái hành động dẫn đến tính mạng của người dân thường Palestine tử vong quá nhiều. Trung Nguyên nhắc về con số ngày hôm nay, cái báo cáo là 8.500 người đã thiệt mạng. 8.500 người đã thiệt mạng. Trung Nguyên nhắc lại con số của Do Thái đã thiệt mạng vừa qua là 1.500 người. Bây giờ bên ở tại giao tranh đã 8.500 người đã thiệt mạng. Ngoài ra những quốc gia ở Nam Mỹ, không tính những quốc gia Trung Đông đạo Hồi giáo, thì họ tất nhiên là họ đứng về phía bên Hamas rồi, đứng về phía Palestine rồi, thì không có gì để nói. Cả luôn những cái quốc gia ở tại châu Âu bây giờ, nhiều quốc gia bắt đầu quan ngại, lo lắng sâu sắc về cái tình hình mà người dân thường đã thiệt mạng, và họ đã bắt đầu có những cái hành động kêu gọi Do Thái, và họ muốn giữ khoảng cách với Do Thái. Điển hình một cái quốc gia cụ thể nhất chính là Na Uy. Na Uy ngày hôm nay, chính phủ Na Uy đã có lên tiếng về tình hình cuộc chiến tranh, đặc biệt là hai ngày gần đây, với cái sự tấn công rất là nhiều của Do Thái vào ở khu vực Gaza. Và họ cho rằng là tính mạng của con người đã không được bảo vệ, tôn trọng, vì vấn đề nhân quyền của con người đã bị tổn hại rất là nặng nề. Và tôi lên án cái hành động gần đây của Do Thái. Thì chúng ta thấy là bắt đầu có nhiều quốc gia, tuy rằng có những quốc gia cũng đang bảo vệ Do Thái, vì cho rằng Do Thái có quyền đáp trả cái sự tấn công của lực lượng Hamas vừa qua. Nhưng cuộc chiến tranh càng kéo dài, thì dư luận xã hội, những cái nhìn của chúng ta nó sẽ thay đổi với số lượng người dân thường tử vong. Vì cái chuyện này cũng dễ hiểu thôi các cô chú và anh chị em. Nhưng mà tại Gaza nó khổ, người dân thường là một cái nạn nhân của chính trị. Họ không cho dân đi để làm gì? Họ dùng dân để làm chính trị. Nên là tình hình nó khá là tội cho người dân Palestine. Ngày hôm nay thì có một chút xíu thay đổi ở tại biên giới. Một chút xíu thay đổi nha, ở tại biên giới giữa Egypt và Gaza. Palestine, Egypt, Gaza, Palestine. Đó là sau khi một cái thời gian năn nỉ ỉ ôi chính phủ của Egypt, thì mấy ông chính phủ của Egypt, ông mới đồng ý
mở cửa cho người bị thương, cho người bị thương có thể đi đến Egypt để mà chữa bệnh. Đi đến Egypt mà chữa bệnh. Cách đây 3 tiếng đồng hồ thì một chiếc xe đầu tiên đã đi. Và bây giờ theo nguồn tin cụ thể mà Nguyên nhận được qua phía bên Liên Hiệp Quốc thì là hàng loạt những chiếc xe cứu thương đang ship hàng để thông qua biên giới để mà có thể chở người bị thương đi đến bệnh viện ở gần biên giới để mà trị thương. Vì hiện bây giờ ở tại Gaza không còn bệnh viện. Và bệnh có đi nữa thì cũng không thể nào mà chữa bệnh được khi số lượng quá đông. Bị thương với bom đạn, bị thương với bệnh tật, đủ thứ cả. Nó là cuối cùng thì ông Egypt cũng mở cái cánh cửa nhân đạo để giải cứu những người bị thương. Theo nguồn tin cụ thể cho biết hiện bây giờ đang ship hàng là 90 chiếc xe cứu thương đang ship hàng ở tại biên giới và để chờ thông qua cái cửa khẩu. Rất là khó các quý vị để mà cho Egypt có thể mở cánh cửa nhân đạo một chút. Nguyên nói là một chút thôi nha, chỉ là trị bệnh cho người bị thương thôi. Và 40 chiếc xe mà khoảng tầm người ta kêu là 90 người. 90 người đang cần thiết phải đi đến bệnh viện khẩn cấp để mà giải cứu. Cái này là báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Con số thì chắc là chúng ta có thể tin được. Vì Liên Hiệp Quốc họ báo cáo với vấn đề của nhân đạo. Họ báo cáo vấn đề của nhân đạo. Nên là cái vấn đề này Nguyên có thể là chúng ta có thể đặt cái niềm tin vào được. Đây là tình hình ở tại biên giới có một chút thay đổi. Ngoài ra thì Egypt cũng công bố chúng ta biết. Egypt chúng ta công bố của chúng ta biết. Đó là cái họ đã cũng có cho phép những người có mang hai quốc tịch. Là một quốc tịch Palestine hay là quốc tịch Do Thái gì đó. Thêm một cái quốc tịch khác có thể đi qua biên giới của họ để mượn đường đi mà trở về cái đất nước khác. Thì các quý vị cũng biết là nếu các quý vị có hai quốc tịch thì các quý vị có thể ở được hai nơi. Cái điều này chúng ta đều hiểu đúng không? Đặc biệt là mấy bác là có nhiều người anh chị em là có hai quốc tịch, một quốc tịch Việt Nam, một quốc tịch ở Mỹ. Có người thì một quốc tịch Việt Nam, một quốc tịch Anh Mặc, thí dụ như vậy. Thì Egypt sẽ cho mượn đường đi. Anh có hai quốc tịch thì anh có thể đi qua biên giới. Và từ đó thì anh có thể mua vé máy bay, anh sẽ bay đến hay là chính phủ của anh sẽ rước anh từ ở bên chúng tôi. Nhưng anh phải có hai quốc tịch. Nếu anh có một quốc tịch thì chúng tôi không lo điều đó. Đó. Nên là những người dân Palestine nào mà mang hai quốc tịch thì họ sẽ có cơ hội rời khỏi đất nước hơn là những người chỉ có là người dân Palestine hay là những người dân quốc gia khác mà có mang hai quốc tịch. Đây là những cái sự ngoại giao nỗ lực trong thời gian gần đây mà người ta kêu gọi đất nước Egypt phải đóng góp cho vấn đề mà hỗ trợ cho người dân. Thì đây là những cái bước ngoặt nhỏ, rất là nhỏ của lực lượng Egypt mới vừa mở cửa. Ngoài ra giờ cho Nguyên cập nhật vấn đề của con tin. Vấn đề con tin là vấn đề khá là nhức nhối và tình hình thì con tin thì càng ngày nó càng xấu. Các quý vị cứ hình dung đi, Do Thái tấn công Hamas càng nhiều thì tính mạng con tin sẽ càng bị đe dọa. Chắc là cái điều này Nguyên không cần phải giải thích thì các quý vị cũng hiểu. Lúc nào cũng vậy. Hiện bây giờ những người đang giữ con tin mà họ bị tấn công thì tính mạng của con tin đã bị đe dọa. Ngoài ra cái báo cáo của lực lượng Hamas ngày hôm nay là đã có một cái số lượng con tin là 9 người đã thiệt mạng do bom đạn của Do Thái đã làm ở tại nơi mà kêu là tị nạn dân cư ở. Ngoài cái điều đó thì ngày hôm qua có một người mang hai quốc tịch, đó là Đức và Do Thái, một người phụ nữ trẻ tuổi cũng đã bị tử vong. Thì chúng ta thấy rõ được là tính mạng con tin đang bị đe dọa. Mà theo cái đường lối chính trị của ngoại giao của Do Thái thì họ nói thực tế là người nói có nghe ha, họ không bận tâm lắm. Tuy rằng miệng thì họ nói bận tâm nhưng họ không muốn trao đổi con tin và không muốn thỏa thuận với lực lượng Hamas. Họ không muốn thỏa thuận vì họ cho là họ không bao giờ thỏa thuận với khủng bố. Họ sẽ giải cứu con tin bằng biện pháp của mình nhưng họ sẽ không cúi đầu với những cái yêu sách mà lực lượng khủng bố đặt cho họ. Nên họ chết sống gì họ cũng phản đối cái đường lối đó hết. Nên là phía bên Do Thái, chính phủ của Do Thái đã gặp rất là nhiều những sự khó khăn. Mà đặc biệt là người dân Do Thái nha, người ta rất là không hài lòng với cái cách cư xử của ông Netanyahu, đó là thủ tướng của Do Thái, là quá cứng rắn.
khi lúc đó gia đình của người ta, con của người ta, chồng của người ta đang bị bắt làm con tin, mà ông ta coi, ông đối với người ta là ông ta không bận tâm với tính mạng những người này. Nên là người dân Do Thái khá là bất mãn. Những người mà có hai quốc tịch, có nghĩa là họ là người Do Thái mà có quốc tịch này quốc tịch kia, thì họ bây giờ là họ quay trở về cái đất nước thứ ba, thí dụ là Pháp. Ngày hôm nay thì những người mà mang quốc tịch Do Thái mà mang quốc tịch Pháp, họ cầu cứu chính phủ Pháp và họ đã gặp ở tại quốc hội của đất nước Pháp và kêu gọi đất nước Pháp hãy cố gắng giải cứu, vì người này cũng là công nhân Pháp. Họ không phải chỉ là người Do Thái không, mà họ còn là công nhân Pháp. Nên là quốc hội đã tiếp đón những người này và chính phủ Pháp đã có sự cam kết là sẽ gắng cố gắng tối đa giải cứu những con tin mang dù là hai quốc tịch, dù là quốc tịch Pháp nhưng gốc là người Do Thái, thì họ cũng sẽ nỗ lực tối đa để mà giải cứu. Và không phải chỉ có Pháp và nhiều quốc gia khác đều làm tương tự như vậy. Sau khi những gia đình của nạn nhân đã đi cầu cứu, họ không cầu cứu Do Thái nữa vì họ thấy là cầu cứu Do Thái nó không có kết quả. Cầu cứu Do Thái thì thấy Do Thái cần tiếp tục tấn công càng nhiều lực lượng Hamas. Họ thấy là cái kết quả thành công nó không đạt được. Nên họ đã đi cầu cứu những quốc gia khác. Thì sau cái sự cầu cứu của họ với cái sự ngoại giao của nhiều quốc gia trên thế giới thì đã có một cái dấu hiệu khá tốt, tích cực. Đó là lực lượng Hamas đã cam kết từng tới họ sẽ thả một nhóm người nước ngoài, không phải là người Do Thái. Họ sẽ nói là chúng tôi sẽ thả một nhóm người nước ngoài, không biết là nước nào thì chúng ta chưa được nêu rõ, số lượng là bao nhiêu chúng ta cũng không biết, dứa tuổi cũng ta cũng không rõ, vì tuổi mà nó có nhiều tuổi lắm, trong trọng có người lớn, người trẻ, phụ nữ, đàn ông thì chúng ta không rõ. Nhưng mà theo cái sự nỗ lực mà họ đi ngoại giao qua những cái quốc gia Pháp, Đức, Anh Quốc, Mỹ vân vân và nhiều quốc gia khác, thì không biết cái sự thỏa thuận qua những cái đường dây ngoại giao đó, đường dây Thổ Nhĩ Kỳ, đường dây Qatar hay là đường dây nào thì Nguyên không rõ hơn nữa, thì phía bên lực lượng của Hamas đã cam kết rằng là từng tới họ sẽ thả ra một nhóm người theo nhu cầu của những quốc gia đã đề nghị, thì chắc chắn là có sự trao đổi nào đó chứ không bao giờ thả không không. Chắc chắn là có một cái sự trao đổi nào đó để mà thỏa thuận lại với lực lượng Hamas. Thì lực lượng Hamas mới thả người. Thì đây là cái ngoại giao nỗ lực của những quốc gia châu Âu và châu Mỹ. Họ đang cố gắng tối đa để giải cứu con tin. Và đây là cái thành công nhỏ. Mà lực lượng Hamas có giữ lời hay không còn là một chuyện khác. Chắc bác đừng nói với Nguyên, trời ơi tụi Hamas nó nói chơi thôi con ơi. Nguyên không thể biết cái điều đó được. Nên là Hamas kêu là từng tới, mà từng tới họ có giữ lời, họ thả con tin hay không, từng tới họ có thất thủ hay không, từng tới tình hình biến cố nó như thế nào thì không ai đoán được. Chúng ta phải đi theo dõi từng phút, từng giây, từng giờ. Chứ chúng ta nói bây giờ mà chúng ta biết được thì không, Nguyên bảo đảm là không có một nhà tiên tri nào dám bảo đảm điều đó hết. Nên là Nguyên không biết được là từng tới lực lượng Hamas có cam kết giữ lời hứa những cái gì mà họ đã nói hay không. Đó là bản tin liên quan đến con tin cho các vị biết là nếu mà gia đình của mình, các vị đặt đi, đặt vị trí gia đình của mình đi, bị bắt làm con tin thì mình lo cỡ nào, nên là mình cũng phải hiểu được cái bối cảnh và cái thông cảm cho những người, người ta chỉ có, người ta bận tâm, vì người dân thường mà, người ta không bận tâm về chính trị, người ta chỉ có bận tâm gia đình con tin đang bị bắt, cha mẹ anh em của người ta đang bị nguy hiểm. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của con tin. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật liên quan vấn đề giải cứu. Liên quan đến vấn đề giải cứu thì thực tế thì Do Thái đã gặp những sự chỉ trích rất là lớn của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt là ông Tổng Thư ký, ông Antonio Guterres. Ông đã lên án rất là nhiều. Đặc biệt là ông nói là thứ nhất là ngoài cái vấn đề mà lực lượng của Liên Hợp Quốc đã tử vong, thì những cái hành động gần đây của Do Thái đã làm cho người dân thường thiệt mạng quá nhiều. Ông mới nhắc lại là con số hiện bây giờ đó là 8.500 người, trong đó có 2.300 là trẻ em. Và ông ta nói một cái câu khá nặng: Gaza trở thành cái nghĩa địa của người dân thường. Một cái câu mà ông ta ám chỉ cho Do Thái khá là gay gắt. Ông ta nói là tôi đã kêu gọi rất là nhiều lần tạm thời ngừng bắn,
để chúng ta tìm một biện pháp giải quyết cho cái tình hình của người dân thường trước khi các quý vị tiếp tục giao tranh. À, tôi không phản bác cái vấn đề mà phản công của Do Thái. Tôi cho rằng Do Thái có quyền, nhưng Do Thái phải biết được là tính mạng của người dân đang bị nguy hiểm mỗi ngày và tình hình rất là xấu trong những ngày gần đây. À, ông ta vừa nêu lên ngày hôm nay, đây là một cái nơi dân cư, một cái nơi dân cư tị nạn, và sự tấn công của Do Thái đã làm một số lượng người dân thường đã thiệt mạng. Thì các quý vị cũng biết là lực lượng Hamas nó trà trộn với dân thường. Đó là cái chiêu của họ. Cái chiêu này là cái chiêu mà kêu cái chiêu du kích. Cái chiêu mà ngày xưa mà mấy ông bộ đội, ổng bên Việt Nam á, là chuyên gia đó, ban ngày là trà trộn với dân, ban đêm thì cầm súng đó. Thì như vậy đó, làm sao không chết dân được. Thì ông Liên Hiệp Quốc, ông nói là tôi đã nỗ lực và tôi đã kêu gọi cả hai bên là hãy nên tạm thời ngừng bắn để cho chúng tôi có thể làm được cái trách nhiệm bổn phận của mình để giải cứu dân. Nhưng các ông không bao giờ để ý những lời tôi nói. Và tôi vô cùng thất vọng. Thì đây là lời chỉ trích khá là nặng nề của ông Tổng Thư ký của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra thì phía bên tòa án của quốc tế đã nêu lên những tội phạm chiến tranh của hai bên luôn. Trong đó có lực lượng Hamas và lực lượng Israel. Trong đó khi họ nêu lên vấn đề là chính phóng viên báo chí đã thiệt mạng qua bản tin của tờ báo Không Biên Giới, đã cho biết là những cái phóng viên độc lập của chúng tôi nỗ lực để đem những cái nguồn tin xác thực, tin lẻ, tin nóng, nhưng chúng tôi đã bị trở thành tầm nhắm và những hành động cụ thể là cố tình nhắm vào chúng tôi. Tổng cộng số lượng cho biết là hiện bây giờ có 9 nhà báo Palestine đã thiệt mạng và một nhà báo Do Thái đã thiệt mạng. Và đây là trong những cái hồ sơ là cố tình chứ không phải là bom đạn vô tình. Họ kêu là cố tình và đây là tội ác chiến tranh. Và chúng tôi sẽ nộp cái hồ sơ này lên tòa án quốc tế để mà khiển trách. Thì đây là các quý vị cũng biết là cái này Nguyên nói rồi, tình hình nó sẽ rất là xấu trong những ngày kế tiếp về vấn đề duy lận của xã hội. Khi biến cố và tình hình nó bắt đầu, số mạng người dân thường mà nó tử vong càng ngày càng nhiều, thì nó sẽ gặp những cái sự khó khăn rất là nhiều trong cái cuộc tấn công giữa Hamas và Do Thái. Ngoài cái vấn đề đó thì vấn đề giải cứu cụ thể thì nó vẫn là cái vấn đề không giải quyết được. Số lượng xe qua biên giới mỗi ngày nó quá ít ỏi, nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Phía bên Hội Thập Đỏ, phía nguyên tổ chức về trẻ em, họ quá nhức đầu, họ nói là tôi rất là thất vọng. Chưa bao giờ có một cái cuộc chiến nào mà chúng tôi phải gặp những cái sự khó khăn giải cứu đến mức độ như vậy. Khi lúc đó cái hàng rào biên giới nó chỉ có chút xíu thôi. Khi lúc đó cái vấn đề nó chỉ có chút xíu thôi. Chỉ có một cái cánh cửa thôi mà chúng tôi qua một cái điều nó vô cùng khó khăn. Hiện bây giờ trung bình mỗi ngày qua có khoảng tầm 50-60 chiếc xe là cái số tối đa mỗi ngày. Khi lúc đó cái nhu cầu mà xe vận tải để mà có thể cung cấp lương thực, nước uống, thiết bị y tế vân vân và vân vân, ít nhất là từ 200 chiếc trở lên. Nhưng mà một ngày thì cứ được nhiều khi bữa 50, nhiều bữa 70, nhiều bữa 80, nhiều bữa có 30. Không có cái bữa nào mà nó giống như bữa nào hết. Nên là vấn đề giải cứu nó vẫn nằm ở trong một cái giai đoạn là hỗn loạn. Không có giải quyết được ổn thỏa cho người dân tị nạn. Không cách nào giải cứu một cách tốt đẹp hết. Không cách nào tốt đẹp. Nói chung chung một cái bức tranh về thiện nguyện đang rất là tồi tệ. Nói chung chung là như vậy. Một bức tranh thiện nguyện đang khá là tồi tệ, khá là hỗn loạn và thiếu thiết bị. Và bởi vì đơn giản là biên giới làm khó dễ cả hai bên, cho Nguyên nhắc lại, cả hai bên. Đầu tiên là họ phải đăng ký ship hàng ở cửa khẩu Egypt. Họ phải thông qua một cái cửa khẩu kiểm tra của bên phía bên Egypt. Sau bước qua bên kia thì vẫn chưa vào được. Qua bên kia là phía bên Do Thái. Do Thái phải kiểm tra giấy tờ rồi phải xét, phải khám đủ thứ cả. Vì sợ là gửi vũ khí, gửi cái gì đó trong chiếc xe. Nên là phải móc ga khám xét rồi coi tỉ mỉ rồi ấp ấp. Cái thời gian làm việc như vậy mà rất là nhỏ giọt mà có một cái cửa khẩu thôi. Nên là cứ như vậy đó, một chiếc xe là mất bao nhiêu thời gian. Thì một ngày làm bao nhiêu tiếng thì nghỉ. Thì xe tải thì nằm y ở trên đường đó nhưng mà đi không được.
Thì đây cũng không phải là mấy ngày mới, đó là nhiều ngày vừa qua nó đã gặp những cái trường hợp đó rồi. Nên là tình hình khá xấu về nhiều mặt, về mặt chiến sự thì càng ngày càng phức tạp, về mặt ngoại giao thì càng ngày càng bế tắc, về mặt giải cứu nhân đạo thì càng ngày càng không xong. Nên là Antony Blinken, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, sẽ quay trở lại Do Thái vào bữa thứ sáu. Vào bữa thứ sáu sẽ quay trở lại Do Thái để ngồi lại với Do Thái để giải quyết những cái này không thể tiếp tục nữa. Vì Mỹ biết là nếu tiếp tục thì cái sự ủng hộ của Mỹ với Do Thái cũng sẽ gặp những sự khó khăn. Cái điều này là chắc. Hiện bây giờ tại Mỹ thì các vị cũng biết là vừa qua cái sự mà lên tiếng của ông Blinken, ông Lloyd Austin để ủng hộ Do Thái đã bị gặp những cái sự biểu tình khá là dữ dội. Và tình hình nó rất là phức tạp.